Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái kèo Evan ở sàn Hobie Global. Sàn Hobie đang có một cái chương trình thank you fan IROC và đây là một cái dự án Evan sẽ chạy khoảng 6 day nữa. Thì nó sẽ có khoảng 101 cái winner IROC. Một cái winner đầu tiên sẽ nhận được khoảng 1.000 đô la và 100 winner sẽ nhận được khoảng 50 đô la các bạn nhé. Thì nói chung là đây là một cái kèo mình hay gọi là kèo nhân phẩm hoặc là một cái kèo random các bạn nhé. Đấy thì nếu mà các bạn chưa có tài khoản thì mọi người có thể sign up ở đây. Còn nếu mà các bạn có tài khoản rồi thì mọi người log in cho mình thôi. Thì mình sẽ log in nha. Cái này thì mình đã làm đã ấy rồi. Nếu mà chưa có tài khoản thì mình sẽ để link bên dưới cho mọi người đăng ký nhé. Hobie Global. Mọi người chưa có thì đăng ký cho mình nhé. Cái này thì mình đã có rồi. Tài khoản này mình cũng không biết là trong này còn có đồng nào không nữa. Lâu ngày lắm rồi chưa có vào cái sàn này luôn. Ngày trước thì mình hay để ở trên này khá là nhiều nhá. Nhưng mà bây giờ thì hình như là không còn gì luôn. Chắc còn mấy chục đô gì đấy. 52 đô, trời ơi, không còn cái gì trong này luôn. Ồ, sao tự dưng nó là cái chữ chữ gì thế này? Đây, mọi người. HT. Có 27 đô HT. 52 này là cái gì ấy nhỉ? Margin. Fast. Chắc thử cái em nhé các bạn nhé. Cái gì đâu? Full. Có gì cả. À, saving xem. Collect. Và đây thì mọi người vào trong cái phần account này security. Xem là ấn nó cứ chạy ngang chạy dọc ấy nhỉ. Mười mạng ơi là mạng. À, ở trong này còn tiền hả? Thôi tí check sau vậy. Đây cái thông tin cụ thể của nó cũng có ở đây nhé mọi người nhé. Mọi người vào đây thì mọi người copy được cái UID này cho mình này. Đấy, vào đây thì mọi người dán ấn continue đi. Cái này thì mình đã có rồi mà. Các bạn dán cái UID của các bạn vào đây. Đấy, mai sau nó mà ấy thì nó sẽ dựa theo UID. Còn ở đây thì các bạn sẽ giới thiệu bạn bè của mình cùng tham gia. Ở trên này thì flow này, cái này flow hobby thì mình đã flow rồi đó. Đấy, cái này thì red train nè. Đây. Đây là nó yêu cầu các bạn là red train và tag ba bạn bè phải không? Đây red train và tag ba bạn bè này. Đây, các bạn ấn red train, sau đó ở dưới này thì mọi người tag bạn bè vào cho mình nhé. Đây, các bạn ấn vào. Bạn ơi vào đây mà làm xem có may mắn không nhá. Mình là không có hay may mắn đâu, chủ yếu là hay giới thiệu với mọi người thôi, còn may mắn thì không thấy có may mắn. Ok, như thế là xong nhá mọi người nhá. Quay lại thì mọi người ấn continue là xong. Nếu các bạn copy lấy link giới thiệu bạn bè của mình cùng tham gia thì các bạn sẽ nhận được thêm một point nhá. Đấy. Ok, như thế là xong đấy mọi người ạ. Đấy, tài khoản thì các bạn đăng ký một cái tài khoản xác minh KYC thôi. Có rồi thì các bạn khỏi phải đăng ký nữa mọi người nhá. BTC tự dưng có 1 đô gì ở đây. Ok, thì mình sẽ để link ở bên dưới video cho mọi người cùng tham gia dự án này nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi video này của mình và hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.